Thì cái nguyên liệu lúc trước mình cũng có làm rồi mọi người, cho nên bây giờ mình không nói nhiều hơn về nguyên liệu nữa. Thì đây có sả nè, đó, có ớt nè, sả, ớt, hành tím nè, tỏi nè. Thì lại một chút ngò nha mọi người. Đây là bột ớt. Ớt bột. Thử mặn ấy nha. Bỏ nó mặn. Thử nha. Có chừng bị hao. Đúng rồi, mình nếm rồi. Từ chưa lột được bịch ra nữa, thằng kêu hử thằng kêu nếm. Có mùi gì không? Có mùi như móc không? Nồng thấy bà luôn. Nồng lên được rồi đó. Bột ớt này là chủ yếu làm do màu nha mọi người, chứ nó không có cay lắm nha. Một muỗng, muỗng rưỡi đi, hai muỗng đi. Hai muỗng bột ớt cho nó có màu đỏ mọi người, cho nó đẹp á. Lấy nó đẹp sao? Đẹp thôi. Nhìn bỏ vô chị vậy? Đây là wasabi nha mọi người. Ít thôi nha. Để tầm ít thôi nha mọi người, tầm 5 muỗng wasabi nha. Thôi không được đâu, ăn không được đó. Cái gì hồi chứ nó pha mấy này hết trơn rồi. Không được. Để một ít wasabi nha mọi người. Rồi xíu ít chưa? Rồi. Miếng nó đi. Đừng có cãi công thức người ta làm họ nó lố lăn lùm lum. Bắt đầu thôi, mình đợi để mua chanh gì nữa nha mọi người, rồi mình để nó cút chanh vô nữa. Mày đừng có nói nữa dở là đỡ thừa đó. Đây là tôm ốp với chanh cắt với dao. Cái gì vậy cha? Lấy với chỉ. Vậy ba ấp muốn ấp ý thì mày ấp dữ cho mày. Đầu tôm nhiều lắm. Sắp lên. Cái phần đầu tôm mấy anh em mình sẽ đem chiên nha mọi người. Vô. Đã mọi người. Thì bây giờ á mọi người, cái lớp dưới đây là nước đá nha. Mình sẽ để nước đá dưới đây, tạo khoảng trống giữa này họ để mình để cái nước sốt đó mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy giấy bạc quấn lại cho nó đừng có bị dính cái nước đá vô cái thịt con tôm á. Anh cầm này đi Toàn. Không, để hồi trường quá. Từ từ. Nó có đồ khủng luôn. Giấy bạc thì nó sẽ dẫn nhiệt rất là tốt, nó dễ làm, nó dễ bón. Bình thường miếng này đi. Miếng này nó đủ luôn rồi đó. Được rồi, không có tại vì nó cũng hết. Nó còn con cuồng nữa. Cái ủ vừa đủ luôn trời. Đâu còn con á. Bây giờ mình sẽ chế cái phần nước sốt đó mọi người lên trên cái phần thịt tôm nha. Đó. Oh my god.
Thôi chứ mình chỉ ít thôi. Đúng rồi. Có gì để mình chấm nó mới đã. Ôi sao đã vậy? Để hết thôi. Ôi ơi coi nhiều quá nó chảy ngay á. Chảy cậy nó, thất vọng rồi. Đây mình sẽ gọi là chơi bữa nay là tôm sốt Thái núi lửa nha mọi người đó. Trên giữa này là có một cái núi lửa. Đúng núi lửa. Núi này núi lửa đúng chắc núi lửa rồi. Tại vì nó quá trời cay. Ớt đồ trong đây quá trời nhiều. Trời nhìn đã ha. Đúng rồi, muốn chấm thì chấm vô hả? Muốn chấm thì chấm vô. Còn cái phần tôm phần nửa là mình không có chan nước lên nha mọi người, tại vì mấy anh em ai muốn ăn chấm muối ớt thì cho ăn nha. Tới vậy. Đó mình đứng miếng chảy anh em ơi. Hello xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Thanh Nhã TV. Ngày hôm nay mấy anh em mình lại hèm cái món tôm sốt Thái rồi mọi người ơi. Nhưng mà ngày hôm nay nói chung là anh em mình cái cách chế biến nó khác nha mọi người. Anh em mình tôm á khi mà lột vỏ sẽ rồi á sẽ ngâm với lại tác ổ lột, ngâm với lại nước cốt chanh với lại muối á mọi người, cho cái phần thịt nó săn lại. Còn cái phần nước sốt này á thì nguyên liệu gồm có sả nè, rồi tỏi nè, hành tím nè, rồi miếng ngò đó mọi người, wasabi nữa, rồi đường tiêu tẩu bột ngọt đó. Nói chung là cái phần sốt Thái này thì mình làm theo quán tính của mấy anh em mình thôi mọi người. Đầu tôm thì còn dư thì mấy anh em mình sẽ đem đi chiên nha mọi người đó. Còn đây là cái món ăn chính ngày hôm nay nè đó, tôm á mọi người, nhìn nó đỏ lên luôn rồi, nó tái nó đỏ lên luôn rồi. Làm sắp điều rồi vậy? Mấy anh em ngồi sắp đó. Này là anh em mà đặt tên cho món này biết gì không? Tôm sốt Thái quanh miệng núi lửa. Này, dữ không? Tên này VIP luôn á mọi người. Rồi đó, cào pháo nha mọi người. Bển còn hủ nữa. Thôi ăn hủ thôi. Ăn hủ đi. Cào pháo này mình thấy cái này trong siêu thị bán là mình thấy chắc nó không giòn rồi. Nhìn thấy nó bị mềm rồi. Nó mềm đúng rồi. Rồi để toàn múc đi, rồi mấy anh em mình ai gánh tay thì dứt cái này đi. Rồi bây giờ bóc cái con mình thích bóc con này nè mọi người. Thử con không chưa hơi chín chắc đi. Con này mình chấm thẳng xuống đây luôn. Đây quay cận cảnh lại cái khúc chấm cái miếng dung nham nha mọi người. Đó, tôm chấm dung nham nè. Đó. Rồi. Rồi từ từ. Không ơi. Rồi mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Ăn kèm với cái này là đậu hành nha mọi người. Hành cộng. Mọi người á, nãy giờ ăn với đá. Giòn á. Đỏ mọi người. Thử. Có sao rất thì mới thả hơn mới cả mọi người nha. Nó hơi mùi xả tại vì khúc sau có bào xả thêm vô. Mọi người. Cà pháo giòn. Giòn không? Giòn. Còn con tôm thì nó ngọt. Ngọt mà nó săn á, ăn nó sịt luôn mọi người, chứ nó không có bị bở nha. Đúng rồi. Cảm giác ăn rất là ngon. Không, còn cái độ lạnh luôn á. Đúng rồi. Ăn thử cái con mà đã tưới với nước sốt nha mọi người. Phải chấm với muối ớt nha. Dạ. Cho mình pháo vô mọi người nha. Mọi người nha. Cái cà pháo này nó như mắm gì vậy? Được, ăn được. Tới con không chấm này nè, ăn tới nè. Cái cà pháo nó hơi lâu quá. Nhưng vẫn được. Cà pháo này á nó bị cái vị nước ngâm nhiều quá. Nó mắc cái vị cà lâu quá, nó không ngon bằng cái cà mà mình tự ngâm tự làm lúc nào cũng thấy ngon. Quên đó mọi người, bữa nay anh Phương anh bị bệnh rồi mọi người, bị cảm rồi, cho nên là dẹo sẽ ra quay á mọi người. Cái gì bồ? Đậu tôm. Đưa dĩa nè, ăn đậu tôm mới béo. Cái này gọi là đậu tôm nè. Đậu tôm mình vậy nè, mình chấm vô luôn. Chấm vô hết. Đó, chấm vô số Thái luôn mọi người nha. Ninh cho miếng hành luôn. Ha. Như miếng hành luôn. Hết rồi thôi. Hành miếng hành lạnh. Thơm. Chanh có một miếng gia vị vô đây cho nên là nó rất là ngon mọi người. Nào chiên bột giòn ấy là ngon hơn nữa. Không có hết bột rồi. Ăn muốn dở luôn. Không được, ăn không được. Dạ. Đậu tôm ngon quá. Cảm ơn mọi người. Đậu tôm rất là tuyệt vời. Đậu tôm mọi người. Tôm bé ba ớt mặn ngon quá. Bé ba ớt mà. Bé ba ớt. Giống giòn nha. Giòn mà béo mọi người. Ăn cái vỏ luôn á. Không thấy luôn. Quá đã. Không thấy vỏ luôn. Tao bỏ gì hết. Tầm miếng dung nham đó. Dung nham ngon quá. Đến lấy thằng kia ra ăn thử. Quay quá. Ba ngu. Mọi người. Cảm giác ăn rất là dạng miệng luôn. Ngay từ đầu á mọi người, lột vỏ sẽ đôi nó ra là đưa nó thẳng vô trong chanh với muối rồi mọi người.
nó thân từ đó rồi. Nó không có còn cái kiểu mà còn sống mà nó kiểu bở sớ sớ mọi người. Ăn rất là giận miệng. Rất là ngon. Đây, cái lần này mình thấy ăn ngon hơn mấy lần trước luôn á. Trời ơi. Hình đại. Đây là hành ông nội nha mọi người. Cây hành này là cây hành ông nội. Đó, so với cây hành cháo chắc đó mọi người. Okay. Bây giờ ai can đảm ăn cây hành này? Tôi. Toàn đúng không? Chưa không? Đưa qua Toàn can đảm ăn cây toàn cây hành này. Anh ta ngồi xích quay cho Toàn ngồi xích quay dễ quay. Đây. Mời mọi người. Tôi có sơ bị hả? Để chấm này mọi người. Dẹo nó là ngon. Rồi để con tôm lên cây hành luôn. Tôm ôm hành. Đó. Rồi mình dứt lần hai hứ. Đó 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 đúng rồi, lấy tay hứng nè. Đây nhìn ngang ngang giống ha. Giống giống đó như hổm con Phương mua đó. Mời mọi người. Trời ơi cô kìa. Được không được. Nồng ơi. Nghe mà thấy nó nồng sực lên nổi mũi luôn á. Ừ. Không nồng. Nghe mùi gì? Mùi hành đó. Nghe mùi gì? Còn rượu nó không nghe. Trời chét rồi. Không nghe mùi gì hết hả? Thì rồi. Nghe nồng không? Bây giờ nó ăn nhẹ vô nó không ra đứng nghe á. Cho danh test mọi người. Ăn phải cảm nhận gì chứ. Đây em chấm cho em làm này cho anh nè. Mọi người. Bọc cái này xuống nè. Nó nồng chứ hả? Đây là quậy quậy xuống miệng nấu lửa nha mọi người. Kích thích nấu lửa cho nấu lửa phun trào. Cắm vô cái miệng biết còn. Nồng lắm. Nó tề lử lắm nha. Tề lử luôn á. Nè. Cái kiểu nó thì kỳ kỳ lắm á anh. Này em đút chưa? Rồi. 2. Lẹ 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 nó nhiễu. 2 3 vô. Nó nồng quá à. Kích thích tôm luôn đi. Tôm kìa. Từ từ nó mới nồng mọi người. Can đảm vậy. Nồng không danh? Nó như hành bình thường thôi, nó cũng dở hơn hành rồi nữa. Ủa gì hả? Đâu có hành đâu. Trời ơi, làm không cứ, tao tưởng. Đâu có hành đâu. Làm cứ tưởng như là nó hành lắm gì đó. Để mình thử nha mọi người. Danh nói vậy là ok, đảm bảo an toàn rồi. Dở hơn hành nhỏ hơn. Mọi người nha. Tôi bị gì rồi? Tôi bị dính rồi, dính dưỡng rồi. Ba, nghe lời bà nãy nói không anh ba? Ăn quá không được. Bà lấy cáo người ăn thử nha. Ngon quá. Em phải nghe lời tôi, anh phải nghe lời tôi. Ngon hả? Ngon gấp đầu nhưng không sao nó hả? Sang. Sang được không? Kỳ hơn. Được không? Mới ăn rồi, mới ăn rồi. Rồi, chán hả? Mọi người nó kỳ lắm. Đừng nên ăn sống. Rồi nó nồng. Thôi bỏ đi định ăn sống đi ba. Nó nồng hơn wasabi nữa. Bị nãy nồng hơn gì nữa. Vậy mình trắng trước cho mọi người, trắng trước cái nó nồng quá trời nồng. Bây giờ mới ăn tùm liền đi chán. Lên nó mới càng nồng á. Dạ anh thử lấy cọng này chấm vô nước tương wasabi thử đi dần. Ừ. Khủng luôn á. Cái một thôi được rồi. Chấm là phải lúc cán nha mọi người. Làm cái này nó không có mặn nha cho nên là chấm lúc cán được nha. Rồi mời mọi người nha. Wow. Kem này vô nữa. Hành này nó không có nằm. Còn hành bự nãy quá nồng mọi người. Hành khó chịu. Ừ. Nó nồng cứ khó chịu luôn á. Nó ăn cực kỳ luôn á. Thịt tôm này bữa nay mình cảm nhận ăn quá dạng miệng luôn. Không có một cái mùi tanh hay mùi gì nhẹ nhẹ luôn mọi người. Nó chỉ có mùi thơm của cái nước sốt này thôi. Cái mùi ngọt của tôm thôi. Rất là tuyệt vời. Có con nào tươi luôn không? Có này, con này là tươi luôn đúng rồi. Ồ, mang bao tay tay này mà bóc tay không bàn ha. Cũng nghệ bộ. Đây con này là chưa có gì luôn mọi người, chưa dính sốt luôn. Nó chỉ qua nước chanh thôi. Mình sẽ ăn với wasabi nha mọi người, nước tương wasabi. Đây. Chấm cho ngập lúc luôn. Đây mọi người. Cái màu nó không được lạc sắc như cái màu của sốt nha mọi người, nhưng mà cái này thì mình thích ăn hơn. Thử thôi, trải nghiệm thôi. Mời mọi người nha. Mùi gì thế nào? Gì vậy? Lên quá sẽ bị sọc lên mũi hay gì vậy? Đã. Cái vị đầu tiên mình cắn vô tôm mọi người nó chua. Do hồi nãy nó còn dính chanh mọi người. Vô chấm miếng bồ tạc thì nó sọc nó hăng lên một cái thì nó đã. Nó tôm rồi nó ngọt nha. Cắn vài vòng cái nó ngọt ngay vậy mọi người. Đã quá.
Rồi mọi người nha, giờ mình chấm cái nước sốt này nè mọi người. Chấm ngập luôn. Rồi mọi người nha. Rồi. Tôm này nó tái mọi người, nó cũng như chín vậy đó, nó giòn, còn nước sốt thì thơm mà cay nữa. Còn hành này ngâm đá thì ăn bao giòn rồi, quá tuyệt vời. Theo mọi người, tới mình mọi người mời mời tất cả mọi người. Giống dưa mà. Đúng rồi, như thịt dưa cà. Ừ. Dưa cà pháo. Dưa cà ăn vặt. Ừ. Nhưng chấm khá là ngon mọi người. Anh em ăn wasabi nhiều được, mình không biết ăn mọi người. Mình cà pháo. Cà pháo này nếu mà ngâm cái chừng 10 ngày mười mấy ngày là ăn sẽ ngon mọi người. Còn này là quá lâu rồi nên nó không có vị gì hết. Nghe mùi nước ngâm không mọi người. Nó là dưa, này là dưa cà pháo. Còn mà thịt tôm á sẽ dai ngọt. Giờ mình sẽ chấm cái nước sốt này nha mọi người. Đây, mời tất cả mọi người nha. Lần đầu tiên anh ba đó mọi người. Lần đầu tiên anh ba đúng không? Lần tiên anh ba sinh sống. Ừ. Giờ anh ba thử một cộng hành. Lần đầu tiên trong ngày. Thấy không mọi người? Nhày rộp rộp nghe đá lỗ tai luôn mọi người. Ừ, ngon. Hầm thì giòn, còn tôm thì nó thịt nó lạnh lạnh. Nó ngon. Bây giờ mình sẽ bóc một cái đầu tôm lên nha mọi người. Mình sẽ tưới một cái miếng nước này là nước sốt lên. Rồi mình sẽ mời mọi người. Ngon đúng không? Lớp là nó sẽ đầu tôm này khi rồi. Mà chiên lên đó mọi người ăn được luôn vỏ luôn. Rất là thơm. Ở đây vỏ hay vậy? Trời. Ăn vỏ bị cầm miệng không được. Kìa. Được mà. Không được. Rồi mới thêm con này nữa trời ơi. Bữa nay cái món này đã. Tép ăn vỏ ăn được. Nó lạnh hoài luôn á. Bây giờ sao nước đá vô đây không lạnh. Nhớ nhiệt mọi người. Mát rượi rượi luôn á. Ăn bị nhét miệng. Cái này nếu có mấy cái đồ ăn kèm lấy đồ chi ăn đồ gạo. Nè đồ ăn kèm là hành nè. Nè hành ba rô. Hả được. Bự chứ vô leo mới trời. Ăn kèm đi. Bự chứ vô leo nữa. Thôi cái một tẩn nè. Thua cái hành này. Ô, hành này hồi nãy đi siêu thị mua là người ta đã nói là không ăn sống được rồi mà vẫn ngoan cố mua và ăn thử. Chiếc vô cái đã biết quay vừa quay vừa lì. Ok thì nói chung là cái món ăn ngày hôm nay mấy anh em cảm thấy như thế nào? Rất tuyệt vời. Cái gì vậy? Mất rồi. Gên nhưng mà nó không nói được luôn mọi người. Ngon quá vậy nó gên luôn rồi. Cảm nhận của mình ha, về món ăn này ha thì nó rất là ngon. Mà nói chung là ăn một cái món mà sốt Thái á, mình thấy là cái vị nó rất là đậm đà, nó rất là ngon nha mọi người. Mình rất là thích ăn những cái món nào mà kiểu như chấm với lại sốt Thái. Ăn theo kiểu gọi là ăn vô là thấy nó ngon liền mọi người. Cây cây chua chua đã lắm. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video mukbang của anh em mình ngày hôm nay ăn tôm sốt Thái nha. Nếu người thấy video này hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em mình làm nhiều video mukbang ăn tôm sốt Thái hay là ăn những cái đồ sống hay là ăn những cái món ngon nào đó. Mọi người comment bên dưới để anh em mình làm cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.